vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật 2 tháng 6 năm 2019 tại Hội quán Phật giáo Hòa Hảo, 585 University Boulevard East, Silver Spring, Maryland, 20901. Một buổi lễ cầu nguyện cho anh Đoàn Ngọc Ẩn đã được trang trọng tổ chức. Chúng tôi ghi nhận tại buổi lễ tưởng niệm anh Đoàn Ngọc Ẩn có rất đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị trong hội cao niên Maryland, Hoa Thịnh Đốm và các bạn hữu đã từng đấu tranh chung với anh Đoàn Ngọc ẩn. Anh Đoàn Ngọc ẩn sinh năm 1950, chính độ Phật giáo hòa hảo, nguyên sĩ quan quân cảnh, quân lực Việt Nam Cộng hòa, đã từ trần tại Silver Spring, Maryland. Anh Đoàn Ngọc ẩn trước đây là một thành viên tham gia tích cực trong những sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, đồng thời cũng là một thành viên kỳ cựu của Hội Cao Niên Việt Mỹ, Maryland nhiều người trong cộng đồng người việt tị nạn thấy được kỳ đài hiện nay tại eden center nhưng ít ai biết được rằng anh đoàn ngọc ẩn luật sư bùi nhật huy và anh võ bá dũng là những người có công hình thành hai trụ cờ đầu tiên trước eden supermarket vào thời bấy giờ khuôn viên eden chưa có trắng nhựa đường nên hai trục cờ hoa kỳ và việt nam cộng hòa được làm bằng ống nhựa pcv chôn dưới đất và sau đó đổ xi măng thời bấy giờ anh đoàn ngọc ẩn là một trong những thành viên đắc lực trong các công tác đấu tranh bên cạnh luật sư bùi nhật huy và các thành viên sinh hoạt trong cộng đồng